Nếu các bạn không ngại chi thêm một chút để có cho mình những trải nghiệm như kiểu vừa ngồi ăn thịt bò Mỹ rắt vàng suất nấm, vừa đi đu đưa đi theo điệu nhạc nhẹ nhàng từ ban nhạc sống có hát theo yêu cầu thì video này là dành cho bạn đấy nhá. Nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một địa điểm tổ hợp dịch vụ với sự kết hợp của nhà hàng, phòng trà, bia club và bar nằm ngay trên con phố Thái Thịnh. Đầu tiên là về phần đồ ăn nhá. Menu ở đây mới được update lại gần như là toàn bộ để đa dạng lựa chọn hơn cho khách hàng. Và hình ảnh các bạn đang xem là món giải heo sốt tam yum và má heo sốt sông Kham. Đây là hai món có hương vị chua cay đặc trưng của ẩm thực Thái Lan mà các bạn nên thử vì nó sẽ đem lại trải nghiệm vô cùng là mới mẻ. Còn đây là món thăn bò Mỹ rắt vàng sốt nấm. Ngoài câu chuyện hình thức đẹp mắt thì thịt bò cũng rất mềm và ngọt. Ngoài những món ăn về mặt ẩm thực thì ở đây cũng sẽ phục vụ các bạn những món ăn về tinh thần. Từ 7 rưỡi tối là ban nhạc sẽ bắt đầu chơi và hát những bản nhạc theo yêu cầu của khán giả, và nếu bạn đủ tự tin thì sân khấu và khán giả sẽ đều luôn ủng hộ bạn. Thường thì thói quen phổ biến khi đi chơi sẽ là tăng 1 ngồi ăn uống, tăng 2 hát hò và tăng 3 thì là lên nhạc. Sau 9 rưỡi là tòng sẽ trở nên sôi động và náo nhiệt hơn để mọi người có thể vui hết nấc và quẩy hết mình luôn. Nếu các bạn có dịp tới trải nghiệm thì đừng quên là cho mình xin ý kiến đóng góp với nhé.